Xin được kính chào quý vị, các bạn và những khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Một mùa giải qua đi và một mùa giải mới lại tới. Chúng tôi, những bình luận viên, những phân tích viên lại đồng hành cùng quý vị và các bạn trong giải đấu vòng loại khu vực châu Á-Thái Bình Dương Cúp Chiến thuật lần 1. Vâng, và một lần nữa chúng ta lại được gặp lại nhau trong cái khuôn khổ giải đấu lần này rồi. Khoảng thời gian mùa 12 trôi qua thật là nhanh ở giai đoạn đầu mùa và chúng ta đã có được cái vòng loại khu vực lần đầu tiên với sự tham gia của các tuyển thủ Việt Nam cũng như là các tuyển thủ trong khu vực APAC nữa. Và đồng hành trong bàn phân tích lối đi riêng của chúng tôi ngày hôm nay, xin giới thiệu khách mời của chúng ta, đó là anh Phương GB. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả ở hai kênh YouTube đấu trường chân lý và TikTok tác động dân phòng ạ. Ngày hôm nay thì không biết là đến với vòng loại này thì Phương GB có cảm giác là một tuyển thủ nào của Việt Nam có được một cái thành tích tốt hay không? Theo em thì em có một cảm giác của người bạn thân nhất của em là BPK1. Đang có phong độ rất là cao. Em vẫn mong rằng bạn ấy có thể giành cho em một chức vô địch giải đấu lần này. Vì sao nhỉ? Có thể nói thêm về lý do tại sao mà Phương GB lại có thể tin tưởng Pinky đến mức như vậy không? Không, vì đây là một người bạn rất là thân với em từ những cái năm tháng em còn nhỏ cơ. Những cái ngày tháng đấy anh không hiểu đâu. Và hy vọng là thực sự Pinky One sẽ có được những thành tích tốt nhất để làm cho người bạn của chúng ta là người anh Phương GB ở đây sẽ có thể thật là tự hào và giới thiệu là đây, bạn tôi là một người đạt thành tích cao tại trong kỳ vòng loại khu vực lần 1 này. Và mùa 12 sau khi đã trải nghiệm được một khoảng thời gian rồi thì không biết là Phương GB có thể chia sẻ một chút suy nghĩ về cái mùa này không? Cả yếu tố eSports lẫn yếu tố giải trí. Vâng, thì ở cái mùa này có một cái yếu tố rất là mới là cơ chế bùa. Và đã bỏ đi gần như là các hệ tộc gọi là mang tính chất gọi là may rủi ở trong trò chơi này rất nhiều rồi. Và những cái meta gần đây đều là những cái bài gì zone và những cái bài up cấp đều chơi được và đều flex được. Nên là meta này rất là mở cho các gọi là cầu thủ của chúng ta. Vậy thì theo Phương GB, bài đấu nào là bài đấu reroll mạnh và sẽ được lựa chọn nhiều tại giải đấu này? Và bài đấu nào là bài đấu up cấp đánh flex sẽ được các tuyển thủ tiên dùng? Nếu như một bài đấu gì zone mạnh ở bản này chắc em nghĩ là một bài pháo thủ FZU và Huawei. Còn một bài flex dễ nhất là bài Fiora và Kalista bảo hộ, là hai bài là em đánh giá là cao ở trong cái meta này. Có lẽ đó sẽ là những nhận định đúng thôi. Và thực sự thì chúng ta có rất là nhiều bài đấu có thể được tận dụng ở trong cái thời điểm hiện tại. Và vừa rồi là chúng ta có thể thấy được trên màn ảnh những cái hình ảnh gần đây nhất về đấu trường hỗn chiến, một sự kiện offline lớn nhất từ trước đến giờ đã được tổ chức tại nhà thi đấu Cầu Giấy vào khoảng thời gian vừa qua, với sự có mặt của rất nhiều khách mời và những cái giải thưởng. Người chơi đạt được thứ hạng đầu tiên ở trong giải đấu này được thẳng một vé đến TFT Macau sẽ diễn ra vào cuối năm, một sự kiện offline còn lớn hơn mang tầm cỡ quốc tế. Và nhà vô địch đó là anh chàng Mob Psycho, người chơi đang cầm chiếc cúp ở trên màn hình ở chính giữa đây, và nhì là em Tôm TFT. Đây là hai chàng cầu thủ cũng đã có được những slot đến với vòng loại khu vực ngày hôm nay. Đúng là như vậy, Mob Psycho anh ta đã có một chức vô địch mà mang đến quá là nhiều những cái chiến lợi phẩm. Anh ta có vé đi Macau, anh ta có vé đến thẳng với vòng khu vực lần này và sẽ tiếp tục có được cơ hội săn thêm cho mình, thứ nhất là về lượng điểm, thành tích cho cá nhân, thứ hai là sẽ có thêm những khoản tiền để anh ta tiếp tục duy trì cho mình cái đam mê. Còn Phương GB, ngày hôm đấy ở đấu trường hỗn chiến thì điều gì khiến cho Phương GB ấn tượng? Một điều khiến em ấn tượng là lượng khán giả của chúng ta rất là đông khi chơi TFT này. Một gọi là, phải nói là một giải đấu gọi là mang tính chất thật là sự là hỗn chiến đấy. Sức nóng của khán đài ở trên và sức nóng ở phía bên dưới sự là quá đỉnh. Đây là một giải đấu khá là to do VNG và Riot Games tổ chức. Đúng vậy, hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có được nhiều hơn những cái giải đấu như thế vậy nữa. Còn bây giờ thì anh cũng muốn nói thêm một chút về cái Pengu Lobby, cặp đôi hoàn cảnh. Bây giờ chơi game chúng ta không chỉ có những cái sự kiện mà dành cho đơn lẻ người chơi, ai cũng nói là cờ này là game một người chơi này. Nhưng mà chúng ta có những chế độ khác gọi là chế độ cặp đôi hoàn hảo, nơi mà những người bạn thân với nhau hay là kể cả là những người bạn thân khác giới đi đều có thể tụ tập lại và hoàn thành cho mình những cái hành trình giành về tấm vé cao nhất. Không có một cái điều gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta trải nghiệm vừa chiến thắng trong game mà lại còn là chiến thắng với người bạn thân nhất của bản thân mình, phải không nào? Không biết là Phương GB đã thử cái chế độ cặp đôi hoàn cảnh này bao giờ chưa nhỉ? Phương GB có thể chia sẻ để cho mọi người có thêm những cái góc nhìn về chế độ này không? Thật sự thì cặp đôi hoàn cảnh cũng là một cái chế độ khá là hay của Team Fnatic từ những cái mùa 5, mùa 6 rồi. Và em với anh Sly, em và anh Sly và Midfit, đây là những cái người em chơi cặp đôi nhiều nhất. Thì em chưa bao giờ được top 2 ở trong cái chế độ này cả. Chưa bao giờ. Top 1 thôi. Ý là em tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình ấy. Nên là anh em nào mà ở đây mà có những người bạn thân như thế thì cũng nên
chơi hát về cái bộ môn này, cặp đôi hoàn cảnh. Vậy thì những cái chiến thuật ở trong cặp đôi hoàn cảnh ấy thì liệu rằng mình có áp dụng được ở trong chế độ đấu đơn không? Cái đấy thì cũng chưa chắc anh ạ, vì đấy là phải 2-2, còn đấu đơn kia là một mình thôi. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cùng điểm nhanh đến tiêu điểm bản cập nhật 14.16B sẽ là phiên bản mà chúng ta thi đấu chính thức ở thời điểm hiện tại. Theo như Phương GB, với những lượt tăng giảm sức mạnh đã hiện trên màn hình đây thì đâu đối với bạn là cái yếu tố cảm thấy ấn tượng nhất và nó thay đổi trực quan đến sức mạnh trong game nhiều nhất? Vậy yếu tố ấn tượng nhất là giảm đi những con bài mạnh của những meta trước như kiểu Syndra, Kog'Maw và Kama thì sẽ cân bằng được những cái bài đấu khác như những cái bài đang được nổi lên ở meta này như là bài Katarina và thậm chí là bài Pháo, Huawei và FZU cũng là những con bài rất là mạnh ở meta này khi đợt giảm sức mạnh này gián tiếp đã tăng sức mạnh cho những con cờ đấy. Hoàn toàn là đồng ý thôi. Với Lilia là một trong những chiếc lõi mà chắc là Phương ở B cũng đã từng rất là ghét nó đúng không nào? Một chiếc lõi nó có tên là siêu mã lực. Đấy, thì ở những cái phiên bản trước thì nó rất yếu, nhưng ở bản cập nhật 14.16B thì nó hoàn toàn là một bài có thể rất dễ dàng để giúp cho chúng ta có thể đánh vào top 4 nếu như chúng ta có được Lilia và huyết kiếm cho nó ở giai đoạn đầu game. Thì chúng ta đép máu và cái việc chúng ta snowball lobby cũng là điều dễ dàng. Ngoài ra thì liệu rằng cái con Rai được buff có phải là một con tướng uy tín để sử dụng ở meta hiện tại không Phương ở bên? Thì con Rai cũng là một con tướng khá là uy tín. Nhưng mà khi nó uy tín thì chúng ta lại dồn rất là khó vì rất nhiều nhà sẽ hướng đến một con bài Rai. Một con bài mà ở meta trước 5 chấm thì không thể giúp anh em mình có một lượng máu ổn định được. Nhưng mà khi anh em có Rai ở tầm 5 chấm Rai 2 thôi là anh em có thể lên được 9 và cho mình những bộ bài khỏe nhất rồi. Còn bây giờ trên màn hình các bạn sẽ là tuyển thủ B Pinky One, một chàng trai đã rất quen mặt ở những cái giải đấu Việt Nam cũng như là quốc tế từ trước đến giờ rồi. Thành tích tại vòng loại Việt Nam của anh chàng này đó là tổng 41 điểm, gọi là đứng đầu tiên sau 2 ngày thi đấu căng thẳng của vòng loại Việt Nam luôn. Và chúng ta với fan fact của Pinky One là chúng ta sẽ cùng cố gắng và đưa lá cờ tổ quốc lên vị trí cao nhất. Thì tôi hy vọng rằng ở giải đấu lần này đây sẽ là một cơ hội nữa để cho Việt Nam chúng ta chứng minh nhiều hơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ có những tín hiệu kết nối với Pinky One để chúng ta đến với màn phỏng vấn. Ok, tôi cũng đang rất nóng lòng để được nhìn thấy Pinky. Xin chào Pinky, không biết là em có nghe rõ cái tín hiệu đến từ tổ bình luận viên không ạ? Dạ em nghe rõ ạ. Ngày hôm nay thì chia sẻ với Pinky thì vừa nãy Phương GB cũng đã đặt niềm tin vào em rất nhiều. Phương GB nói về những câu chuyện tuổi thơ của hai đứa đã cùng đi tắm mưa các kiểu, rồi cùng vượt qua những cái chặng đường để đến được ngày hôm nay. Và Phương GB cũng đã chớm chớm nước mắt để có thể nhìn thấy thành công của Pinky là người có số điểm cao nhất Việt Nam ở giai đoạn vòng loại. Thì chắc là sẽ nhường Phương GB trước đi, câu hỏi đầu tiên để hỏi Pinky đi. Câu hỏi đầu tiên mà bạn thân nhất của cuộc đời bạn ấy muốn đặt cho bạn ấy đó là hôm nay bạn sẽ định đánh đội hình gì để vô địch nhỉ? Vô địch thì hôm nay thì cũng chưa vô địch được. Còn nếu mà để hỏi về đánh đội hình gì thì chắc là cũng bí mật đi. Nói trước thì nữa lộ bài cũng không hay. Nghe thẹn lắm cơ. Vâng thì mời anh Hiền đi. Một người anh cũng là chỉ đường dẫn lối cho Pinky đi. Vậy thì anh hỏi em là có một cái bí quyết nào để em có thể thi đấu thăng hoa như cái ngày thi đấu cuối cùng ở vòng loại Việt Nam hay không? À, cái này thì em cũng muốn chia sẻ với mọi người là bí quyết của em để mà đánh được giải nó tốt như thế. Đấy là trước khi đánh giải thì em có đi tắm. Cái này là hơi va nha. Cái này là hơi va đấy. Công nhận là nó hơi ngược lại với lời khuyên của một chàng cờ thủ nào sau đó. Mà theo như thông tin chúng tôi được biết thì chàng cờ thủ này chúng ta sẽ được phỏng vấn ở những giây phút tiếp theo. Còn quay trở lại màn phỏng vấn với Pinky One đi, thì anh muốn hỏi thêm là cái cảm nghĩ của em về mùa 12 như thế nào, về cái yếu tố eSports của nó, và em có thích cái mùa này hơn hay là có điểm nào em không thấy thích bằng khi mà so sánh với những cái mùa trước đã từng trải qua hay không? Mùa này em thấy mùa này nó khá là hay. Kiểu qua từng mùa một thì nó đều là lấy những cái hay của những mùa trước kết hợp lại để tạo ra mùa mới. Em thấy càng ngày game nó càng hay và em rất thích mùa này. Có lẽ là kiểu cái cảm hứng và cảm giác game hay ấy, một phần nào đó sẽ giúp chúng ta có nhiều động lực hơn và chúng ta chơi game nhiều hơn. Và từ đó đã có được thành tích thi đấu thăng hoa như kiểu Pinky One ở trong cái kỳ vòng loại Việt Nam vừa qua. Và có lẽ là một câu hỏi cuối cùng thôi, để bạn có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho giải đấu sắp tới, thì bạn có thể gửi một lời chào hay một lời nhắn nhủ nào đó đến cả các quý khán giả cũng như là các tuyển thủ khác giống như bạn thi đấu ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các tuyển thủ của Việt Nam sẽ có thành tích
tốt trong ngày hôm nay và hãy đưa lá cờ Việt Nam đến trước vô địch. Việt Nam, let's go. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ mà cả không chỉ Pinky mà tôi nghĩ là bất kỳ ai, những cầu thủ đến từ Việt Nam đều mong muốn được cái kết quả đó xảy ra. Xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Pinky và chúc Pinky có được một kết quả tốt trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến một cầu thủ mà nãy tôi nói là câu trả lời của Pinky sẽ hơi va. Chắc là cầu thủ này thì không còn lạ lẫm gì với cả cộng đồng của chúng ta nữa rồi. Được mệnh danh là cầu thủ có kỹ năng tốt nhất Việt Nam. Đó là anh chàng EB. Và ở giai đoạn vòng loại thì EB có cho mình là 35 điểm. Tôi nhớ lại những cái vòng loại của những cái mùa trước thì EB1 hay bị loại ở ngày đầu tiên vòng loại Việt Nam. Và thậm chí là có thể ngày thi đấu thứ hai thì cũng sẽ bị loại. Và vào những cái vòng khu vực như thế này bằng những cái điểm ladder snapshot hoặc là bằng một cái giải, một chức vô địch nào đó của giải cộng đồng, thì lần này EB1 đã chứng minh cho mọi người bằng cách là try hard và anh ta vượt qua 2 ngày ở vòng loại Việt Nam để có mặt tại vòng khu vực lần này. Thì tôi cũng đang rất mong chờ được phỏng vấn EB về cái bí quyết luyện tập làm sao để giữ được một cái phong độ và một cái nhiệt huyết yêu game đến như vậy. Đúng vậy, đã trải qua rất là nhiều mùa rồi. Ở những mùa đấu trước, đôi khi chúng ta thấy EB1 gặp khó khăn ở những vòng loại Việt Nam. Thậm chí là chúng ta còn thấy khó khăn hơn khi mà anh chàng này thi đấu ở những cái môi trường quốc tế cơ. Và có lẽ là bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến ngay với tín hiệu màn hình của anh chàng EB nào. Đây rồi, xin chào EB. Lời đầu tiên thì thay mặt cho tổ bình luận viên cũng như là toàn bộ quý vị khán giả gửi một lời chào và một lời chúc may mắn nhất đến cho EB trong ngày thi đấu hôm nay. Em chào ba anh bình luận viên ạ. Vâng, mời July tiếp tục hỏi trước đi. Có lẽ là câu hỏi đầu tiên anh xin phép hỏi EB đấy là em đã từng tham gia rất là nhiều những cái giải đấu rồi, thì cái tâm lý và cái cảm nhận của em ở thời điểm hiện tại có khác gì so với trước đây hay không? Thì trước đây ấy, lúc em gọi là mới live ấy thì em cũng gọi là đánh giải em cũng khá là run đấy, thì kiểu cũng gọi là bắt đầu cũng quen rồi ấy, thì mình cũng gọi là giờ kệ anh ạ, cũng chả sợ gì rồi, bắt đầu gọi là kiểu không có gì mất ấy, mình lì đòn rồi. Vâng, đúng rồi, kiểu lúc đầu mới live thì em đánh kiểu rất là bị sợ ấy, còn bây giờ thì em nghĩ là rất là tự tin đấy. Thế thì mời Phương GB trước đi. Mình muốn đặt một câu hỏi cho EB1 là liệu có một cái lõi gì bạn thực sự muốn lấy ở cái meta này không? Nếu mà một lõi mà em thực sự muốn lấy thì chắc là chỉ có gọi là nhiệm vụ tích vàng thôi ạ. Em thấy lõi đấy nó khá là lỗi ấy. Biến. Vâng, em thấy kiểu gọi là tỷ lệ mà top 1 về các lõi đấy khá là cao khi mà mình tích được vàng. Vâng. Gọi là khi mà mình còn hai mạng ấy mà mình tích được vàng xong là gần như em thấy là auto top 1, gần như là con nạp em thấy cũng mạnh ấy ạ. Nhưng mà con Mililo thì sao? Milo ấy. Nếu mà con Milo thì bạn mạnh. Sẽ xoay bài cũng mạnh được. Ok. Vâng, tại vì bản này thông đạo mực bút mà, nên là em nghĩ là con nào cũng mạnh rồi, con nào cũng chơi được hết ạ. Vậy thì bí quyết nào để giúp cho EB1 giữ được một cái phong độ, giữ được một cái trạng thái luôn luôn tốt? Bởi vì vừa mới phỏng vấn thôi, anh đã thấy em rất là tủm tỉm rồi. Có vẻ như ngày hôm nay là em có một gì đó rất vui. Thì anh đang muốn hỏi là cái điều gì giúp em giữ được một cái tâm trạng, bởi vì anh thấy tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình thi đấu. Em giữ được một cái tâm trạng tốt như thế để bước vào một giải đấu ấy. Em thì em cũng bình thường thôi, nhưng mà em bơ thì kiểu tự tin ấy, xong rồi em vừa được gọi là chiến, đúng không? khá là nhiều người chúc ở trong game đó. Nên là cũng khá là tự tin. Có một người bạn mà anh hay theo dõi ở em, anh thấy người bạn này rất là đặc biệt. Đó là một chú mèo rất là cute. Thì anh không biết là khi mà em nuôi chú mèo này thì nó có giúp em được về mặt tinh thần hay là giúp em được một cái gì để em có thể thi đấu tốt hơn hay không? Dạ có ạ, kiểu là khi mà mình chơi game xong ấy thì mình gọi là mình ra mình chơi đùa ấy, mình cũng cảm giác khá là thoải mái khi mà mình đợi xong rồi ấy. Khá là vui và không bị gọi là nhức đầu ấy anh. Thì hôm nay EB1 phải gặp một người gọi là anh em hay nói trêu ở trong live stream của EB1 thôi, là bố FIFA, thì EB1 hôm nay có thể mà chinh phục thành công ông bố của mình không ạ? Em thì không, em nghĩ là không đâu ạ, tại vì em có rất là nhiều bố, thì em cứ gặp bố nào là em thua bố đấy thôi. Em nghĩ là không nổi đâu ạ. Okay. Một câu trả lời rất tí dỏm, vừa có lúc đầu rất tự tin nhưng mà khi gặp phải gọi vui là các bố đi thì đi lại hơi dè chừng một chút. Những cái giải đấu trước thì bạn có chia sẻ là trước mỗi giải đấu thì bạn hay eco nhân phẩm và eco luôn cả nước, thì không biết là hôm nay bạn có tiếp tục áp dụng cái chiến thuật này không nhỉ? Vâng, thì hôm nay em vẫn tiếp tục áp dụng mà, em cũng mới gọi là tắm hôm nay thôi.
hôm nay Echo đấy, em vẫn rồi. Gọi là trung thành với gọi là cái Echo đấy. Vâng. À, có lẽ là xin phép hỏi EB thêm một câu nữa thôi. Đấy là bạn có lời khuyên gì dành cho những cái bạn tuyển thủ thực sự muốn đam mê và theo đuổi cái ngành eSports, cụ thể là đấu trường chân lý này, và làm thế nào để có những cái con đường luyện tập hiệu quả như bạn đến thời điểm hiện tại? Em thì thấy mọi người kiểu nên cố gắng ấy, kiểu em thấy ấy, kiểu một số người ấy, họ kiểu chơi ấy, thì họ sẽ gọi là bị đến một thời điểm nào đấy ấy, họ sẽ gọi là kiểu gọi là không được gọi là đúng là kiểu bị chứng, với là kiểu nói thẳng là lười quá ấy đấy. Thì em cũng đã bị một em cũng đã bị rồi, thì em nghĩ là mọi người nếu mà chơi muốn chơi gọi là chay hạt tiếp đi này ấy, thì mọi người nên gọi là kiểu gọi là chơi gọi là ổn định cả mùa, dù biết kết quả không biết như nào nha, nhưng cứ nên ổn định cả mùa. Còn nếu mà kiểu chơi chững ấy thì nó sẽ gọi là bị kiểu không được gọi là cái phong độ gọi là tối đa ấy. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những yếu tố tự tin về bản thân của mình nữa đúng không nào? Vâng, xin cảm ơn cái màn phỏng vấn vừa rồi với cả EB. Một lần nữa thì chúc cho bạn có thật nhiều nhân phẩm ngày hôm nay với tất cả những gì bạn đã echo trong những ngày vừa qua. Em cảm ơn bạn Ruben và em xin chào khán giả. Vâng, một màn phỏng vấn mà rất là dí dỏm đến từ EB1 đúng không nào? Với một câu trả lời thì thực ra cá nhân tôi sau khi nghe câu hỏi cuối cùng đến từ anh Julai, thì sau khi nghe cả Ivan trả lời tôi cũng chưa hiểu cái gì mà Ivan truyền tải lắm. Cố gắng ổn định cả mùa thì có lẽ là chúng ta bị kẹt ranh đúng không? Đấy. Nếu mà bạn kẹt ranh thì bạn phải ổn định cả mùa. hay là phải có thể inbox EB nhờ quá trinh hay là cái gì đấy nhỉ? Ừ, đúng rồi, nhiều khi chúng ta bị kẹt thì đương nhiên chúng ta cần một cái tư duy mà nó mở hơn chúng ta, một cái tư duy nó cao hơn để chúng ta có thể thoát được một cái vũng bùn đến như vậy. Thì nói chung là câu chuyện, một cái câu trả lời của Ivan nó bao gồm nhiều hàm ý, nhưng mà có lẽ là một người mà cũng lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại như EB1 cũng chưa thể truyền tải đủ ý nghĩa. Có lẽ là đây sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ còn có thể hỏi thêm ở EB1 ở những lần gặp mặt sau. Còn bây giờ thì chắc là những cái tín hiệu đến từ trận đấu cũng chuẩn bị được sẵn sàng rồi. Nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ cùng đến với lộ trình giải đấu của mùa 12. Để nói về lộ trình của giải đấu mùa 12 này thì chúng ta vẫn tương đương với cả những cái giải đấu đã thực hiện ở mùa 11 thôi. Chúng ta sẽ có 3 vòng loại Việt Nam, và ở ngay tuần sau đó thì sẽ là những trận đấu cúp chiến thuật bao gồm các tuyển thủ đến từ Việt Nam và những tuyển thủ khác ở khu vực APAC. Hiện tại đang là giải đấu ở 23 đến 25 tháng 8. Chúng ta sẽ còn một giải đấu cúp chiến thuật nữa từ 20 đến 22 tháng 9 và một cúp chiến thuật từ ngày 18 đến 20 tháng 10. Sau đó chúng ta sẽ lấy ra những người chơi xuất sắc nhất tham dự vào chung kết khu vực được diễn ra từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 11 rồi hướng tới thẳng chung kết thế giới. Đặc biệt nữa thì có một sự thay đổi ở mùa đấu này. Đó là đương kim vô địch của cúp chiến thuật 1, đương kim vô địch của cúp chiến thuật 2 cũng như là top 4 của cúp chiến thuật 3 sẽ có thẳng slot đến với chung kết khu vực luôn. VGB nhận xét thế nào về cái sự thay đổi của mùa 12 này về cái lộ trình giải đấu? Vâng, lộ trình giải đấu này rất là hay khi tạo ra nhiều cơ hội cho những cái nhà vô địch của những cái lần cúp chiến thuật từ 1 đến 3 hơn, để cho có thể họ va chạm với những cái giải to như ở chung kết khu vực, không phải như mùa trước nữa khi họ vẫn phải cố đánh thêm cái vòng cúp chiến thuật lần 3 nữa cơ, thì họ mới có thể đến được với chung kết khu vực. Đúng là như vậy, lần này thì nếu như chúng ta vô địch cúp chiến thuật lần 1 và lần 2 thì không chỉ mang ý nghĩa về tiền mặt nữa, mà là chúng ta cũng đã có một slot chắc suất đến với chung kết khu vực rồi, mà không cần phải cố gắng tiếp tục cạnh tranh ở lần cúp chiến thuật lần 3 nữa. Đây cũng sẽ là một cái động lực rất là lớn để cho những anh em tham gia cúp chiến thuật lần 1 và cúp chiến thuật lần 2 cố gắng đúng không nào? Vậy thì với cúp chiến thuật lần 3, với 4 người được đi tiếp cộng với cả 2 người ở lần 1 và lần 2, thì cá nhân tôi nghĩ là năm nay Việt Nam sẽ có nhiều hơn cơ hội so với những năm khác để có thể tiến tới những vòng này. Nhưng có một câu chuyện là ở những cái mùa trước thì những cái người đến từ khu vực APAC họ đang khá là áp đảo, nhưng mùa 12 thì tôi đang cảm thấy có một cái sự tự tin đến từ các tuyển thủ Việt Nam. Ừ, đúng vậy. Một yếu tố khác mà chúng ta gặp khá là nhiều lần ở các tuyển thủ Việt Nam rồi, và chúng ta cũng đã phỏng vấn khá là nhiều. Đôi khi các tuyển thủ Việt Nam gặp những vấn đề về có thể là sự cố kỹ thuật này, bởi vì chúng ta không phải là ai cũng ngồi ở trong những cái điều kiện đảm bảo tất cả. Có rất nhiều chàng trai đang thi đấu, thậm chí là
thi đấu chung kết khu vực lại mất điện hay là mất mạng hay là sự cố máy móc, và thậm chí là Asta One lạnh trong cái kỳ chung kết thế giới vừa rồi thì cũng hơi bị lạnh quá so với nhiệt độ mà điều hòa đến lúc đấy không thể nào mà chỉnh xuống ở nhiệt độ phù hợp với các Asta One được. Thêm vào đó nữa thì sau khi trải qua một vài những cái giải đấu này thì Việt Nam cũng sẽ có những cái sự tự tin nhất định, mặc dù có thể nói rằng ở cái mùa 11 vừa qua thành tích của Việt Nam thực sự là không phải là quá tốt, nhưng mà đó vẫn sẽ là những cái kinh nghiệm và trải nghiệm thôi. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có được trên màn hình đấy là những cái lịch để chúng ta có chụp snapshot, tức là chúng ta sẽ tính điểm dựa trên bảng xếp hạng rank để các người chơi có thể có những cái điểm tích lũy. Thì nếu như phương GB đi, em mà được chọn và thực sự em muốn try hard ở cái phút chiến thuật lần sau thì em sẽ muốn đi theo con đường là ladder snapshot hơn hay là muốn tham gia vòng loại Việt Nam hơn? Em thì em sẽ là theo cả hai con đường anh July ạ. Em sẽ cố gắng để cũng làm một cái pick ở cái chụp snapshot vào lúc 22 giờ thứ ba các ngày trong tuần thôi, và cũng sẽ có một danh hiệu gì đấy ở vòng loại thử thách chiến thuật 1 để fan em nó cũng được ngẩng cao đầu tí. Khổ thân mấy mùa rồi. Vâng, đúng là ước mơ của một cậu bé hiểu chuyện. Tôi nghĩ là cần một cái màn hình to hơn những cái gì mà chúng tôi đang được nhìn thấy trước mặt để có thể nhìn thấy cái bức hạng rank của Phương GB. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thể thức thi đấu của vòng loại Cúp Chiến thuật lần 1 này. Chúng ta vẫn sẽ có 128 tuyển thủ không thay đổi, và sau khi đánh 4 trận chúng ta sẽ loại còn 112 tuyển thủ, tiếp tục giữ số điểm đó đánh nốt trận 5 và trận 6 để tìm ra 64 tuyển thủ xuất sắc nhất tiến vào ngày thi đấu thứ hai. Từ ngày thi đấu thứ hai chúng ta đánh 6 trận và tiếp tục loại đi một nửa, còn 32 tuyển thủ. 32 tuyển thủ ở ngày thi đấu thứ 3 sau khi đánh xong 5 trận loại một nửa, còn 16 tuyển thủ. 16 tuyển thủ đánh nốt trận thứ 6 lại loại một nửa, chúng ta còn 8 tuyển thủ trong trận chung kết và đánh nốt trận đấu thứ 7 để xem tuyển thủ nào cao điểm nhất thì tuyển thủ đó sẽ vô địch Cúp Chiến thuật. Chính xác, thì sau mỗi ngày thi đấu thì chúng ta sẽ có những cái sự reset bảng điểm nhé. Tức là kiểu như sau ngày 1 chúng ta sẽ reset lại này, sau đó đến ngày 2 chúng ta lại đặt về 0 và các tuyển thủ đánh lên, chứ sẽ không cộng dồn điểm từ ngày 1, ngày 2. Đây sẽ là những cái động lực để cho các player phải thi đấu cố gắng ở mỗi ngày, chứ không có nghĩa là ngày 1 chúng ta đang đứng bầu bảng xếp hạng rồi thì ngày 2 chúng ta có quyền dạo chơi và thi đấu với một cái tâm lý nó không ở 100% sức mạnh công lực của mình được. Còn đối với cơ cấu giải thưởng của chúng ta thì top 1 sẽ được cho mình phần thưởng là 3.000 đô. Wow. Sau đó là những cái phần thưởng thấp hơn, và các bạn khi nằm trong top 32 thì chắc chắn là đã có những cái món phần thưởng nho nhỏ về mặt hiện kim mà chúng ta bổ sung thêm cái bộ sưu tập của mình rồi. Và tất nhiên thì có lẽ là ai cũng thế thôi, đến với giải đấu thì chúng ta đều nhắm đến cái ngôi vị cao nhất, vừa là một cái danh hiệu vừa có một cái slot đến với chung kết khu vực. Đúng vậy, và khi mà bây giờ mà nhỡ mà anh July nghiền mà vô địch với 3.000 USD thì các anh sẽ làm gì nhỉ? Với 3.000 USD cũng sẽ là một cái số tiền khá là lớn, nhưng mà có lẽ là anh sẽ dùng nó để mua season pass, rồi là làm một cái custom, rồi là phát cốt linh thú dành cho những cái bạn hâm mộ tựa game đấu trường sinh lý này. Anh nghĩ đấy cũng sẽ là một cái sân chơi để cho mọi người có được một cái sự cạnh kinh tranh nghiệm, đấy, một giao lưu. Kỷ niệm giao lưu. Đúng. Đấy có nhiều ý nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với danh sách tuyển thủ của khu vực Hàn Quốc. Ở đây thì có quá nhiều những cái tên quen thuộc, nhưng có một cái tên mà tôi không thấy, đó là Bintim. Một trong những tuyển thủ mà mùa trước anh ta là người chơi có điểm cup point cao nhất khu vực Hàn Quốc, thì anh ta lại không có mặt ở kỳ APAC này. Ngoài ra thì có những cái tên mà tôi nghĩ là những bạn đang theo dõi qua sóng trực tiếp sẽ thắc mắc. Có một cái tên rất giống như CEO của tựa game này, Mod Dog. Đấy. Rồi đương nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ có những cái tên quen thuộc, ví dụ Dr. O hay là Cosmo, một trong những tuyển thủ cực kỳ hay của của team Mirren Sejong. Đúng vậy, trước đó thì cũng có một chàng trai tên khá thú vị, đến từ chàng Ung Maxi. Anh chàng này ở những cái mùa trước thì cũng đã tham gia những cái giải đấu khu vực rồi, để tên là Maxi, và anh ta thêm họ Ung là có lẽ là họ trong cái tiếng Hàn của anh ta. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta hãy đến ngay với danh sách khu vực các tuyển thủ của khu vực APAC nói riêng ra, đại khái là Nhật Bản này, Philippines, Singapore vân vân và mây mây. Vẫn là cái tên rất quen thuộc từ Terry, một chàng trai mà nếu tôi nhớ không nhầm trong quá khứ anh ta đã từng lên ngôi vô địch ở một cúp chiến thuật lần nào đó rồi, ở ngay mùa trước thôi. Đúng vậy. Rồi là cả những cái tên Haruru, Litbia nữa, quá nhiều những cái tên gọi là quen thuộc, rồi là gây ra được nhiều sự khó khăn cho các tuyển thủ Việt Nam ở những cái giải đấu lần trước, Futam, Bobe, RIJ cũng vậy. Không biết là Phương GB ấn tượng về cái tên nào ở trong danh sách tuyển thủ của các khu vực của khu vực APAC nói chung này? APAC thì em rất ấn tượng với một cầu thủ có tên rất là hay, kiểu FIFA ấy ạ. Cầu thủ chơi được cả đá bóng nó đánh đấu trường sinh lý không. Ở đây là đến với khu vực Việt Nam rồi, chúng ta có người dẫn đầu là PK1,
DPK1 và top những các player sau, như có những player rất là quen thuộc như là EB1, Lê Chuyên, Buồn Ngủ, Lemon. Lemon là một trong những top thách đấu hiện tại nha. Và một player cũng khá là mới như SKT Fan T1. Chắc chắn là một fan đích thực của T1 rồi. Đúng, chính xác. Cái tên đã thể hiện tất cả. Ngoài ra thì còn WhatsApp gì? Stillnet. Stillnet. Stillnet thì mùa này giống như kiểu anh ta hồi xuân vậy. Nói vui như vậy. Kiểu mặc dù tuổi tác thì cũng hơi cao. Nhưng mà kỹ năng cũng như là tốc độ xử lý này, rồi về đầu óc các thứ của Stillnet nó rất là trẻ đúng không ạ? Từ được. Tính cách cho đến những cái bài đấu các thứ. Hiện tại thì hình như nếu như tôi nhớ không nhầm, lúc mà tôi cập nhật thì là anh Stillnet đang có cho mình số điểm là 1111 điểm. Đấy. Đúng rồi. Một có cái lẽ... số rất là đẹp, không biết là có giúp cho anh Stillnet đạt được thêm một cái số 1 nữa hay không, đó là top 1 vòng loại này. Ừ, hoặc ít nhất là top 1 của cái ngày đầu tiên đúng đã. Vậy. Và từ khi mà Stillnet đầu tiên là Stillnet 1 thì những cái thành tích thi đấu giải cũng đã cải thiện hơn rất nhiều. Nhiều khi chúng ta không nên bỏ qua những yếu tố phong thủy ở đâu. Còn đây sẽ là danh sách 18 tuyển thủ đến từ Việt Nam qua Leader Snapshot, tức là qua bảng xếp hạng rank. McFit rồi, một cái tên đã quá quen thuộc rồi. Anh chàng này gần như ở bất kỳ cái lần giải đấu nào với Leader Snapshot cũng nằm trong top 3. Top 1 thì không phải luôn luôn, nhưng mà gần như là chắc chắn trong top 3. Royal cũng là một chàng trai rất thú vị nha. Anh ta không tham gia vòng loại Việt Nam, mà anh ta chọn thẳng con đường là tôi sẽ cày rank. Và đây cũng sẽ là một lựa chọn đúng đắn thôi. Đã giúp cho Royal tập trung được nhiều thời gian hơn và đang nằm top 2 của bảng xếp hạng Leader Snapshot. Còn như anh đã nhìn thấy cũng có một đầu tàu của team B nữa, một chú ong rất là máu chiến là B Astawan. Mùa trước đã rất là thành công khi có cho mình top 5 của mùa chung kết thế giới rồi, là cũng có mặt trong điểm ladder snapshot hiện tại. Giải đấu cộng đồng của chúng ta thì gồm có 8 cái tên, đó là Em Chè, Dasno, Kẹo, Young Jung, Grab, Em Tôm và Tôm cộng với Mob và Psycho, như là viết tắt bằng Mob. Em Chè là người vô địch giải đấu The Legend of Tactics lần thứ 4, và ở cái giải đấu cộng đồng này thì Em Chè đã vô địch đến 2 lần rồi. Lần đầu tiên là Em Chè cũng đã vô địch, và lần thứ 4 Em Chè cũng đã vô địch để có mặt trong cái vòng khu vực cấp chiến thuật lần này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái lobby đã được chia ở đây, và hiện ngay vào trước mắt tôi đó là lobby 1 có hai cái tên Việt Nam, đó là B Astawan và Bé Chanh, và rất nhiều những tuyển thủ đến từ khu vực APAC. Lobby 2 cũng có hai cái tên Việt Nam là Dizzyland và Junji. Lobby 3 chúng ta sẽ có B Pinky One và So One. Lobby 4 với SKT Fan T1 và Lazy NCC One là những cái tên Việt Nam. Có thể thấy là các tuyển thủ đến từ khu vực Việt Nam, slot nó đã ít đi một chút rồi. Ở những kỳ trước chúng ta có 48 slot, nhưng ở kỳ này nếu tôi nhớ không nhầm là chỉ còn 42 thôi. Đúng vậy. Và điểm nhanh qua những cái tên còn lại ở lobby 5, đó là anh chàng Luke Wan, một người chơi cũng đã tham dự rất nhiều những giải đấu cộng đồng rồi. Và đây là một trong những lần mà Luke Wan được vươn ra những cái sân khấu lớn hơn. Bên cạnh lobby 5 còn có cái tên là Em Tôm, là á quân của đấu trường hỗn chiến vừa qua, và NG Yugi. Lobby 6 chúng ta có cái tên là Phan Anh, Mob Psycho, nhà vô địch của đấu trường hỗn chiến, và Succulento có thể đạt được rất là kiểu anh chàng này sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của những cái bạn hâm mộ khi mà đây là một mùa mà Succulento đang trở có lại. Dấu hiệu trở lại rất mạnh mẽ. Ở lobby 7 chúng ta có cái tên Lucky Boy và Tôm. Ở lobby 8 là anh chàng Khương Tuts, McFit và Grape sẽ phải đối đầu với cả một đối thủ rất sừng sỏ tôi thấy ở đây, đó là anh chàng SCSC bên phía Team One. Và đây là những cái lobby gọi là chia rất là đều những lobby người Việt Nam chúng ta. Và đây rồi, đến với lobby 9 chúng ta có cũng là một người chơi khá là gạo cội của game chúng ta là Lazy EB1 và Lazy FIVA. Ui rồi, hai bố con đã phải gặp nhau trong một lobby rồi. Zero Chi. Và lobby 10 chúng ta có VPN, Giang Dung. Tên rất là lạ, hai cái tên này rất là mới. Vâng. Lobby 11 chúng ta có WAPTT của chúng ta là Stillnet và Lila cùng với Fidea. Lobby 12 cũng có nhà vô địch si mùa 10, đó là Lazy Lê Chuyên. Cùng với Kẹo và Canada Kian là một trong những top thách đấu đầu tiên ở Việt Nam. Đúng vậy, Kian là người bắt sóng cũng như là bắt nhịp meta rất nhanh để anh ta có thể leo lên mức rank thách đấu và giữ nó ở giai đoạn đầu mùa là ở một khoảng thời gian rất là lâu. Còn với từ vị trí lobby 13 cho đến 16, chúng ta có những cái tên ở lobby 13, đó là Trung LK, Dasno, Khoa Oan. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy là một cái trend của các tuyển thủ Việt Nam là cứ tên là gì cứ đặt số 1 vào. Số 1 không biết như nào, nhưng mà cứ cảm giác là nó giúp cho chúng ta chiến hơn, lực hơn, thi đấu tốt hơn thì chúng ta cứ đặt thôi. Lobby 14 chúng ta có FS Rookie, rồi GD Royal cộng với cả Maurit,
đây sẽ là những cái tên mạnh của Việt Nam, nhưng họ cũng sẽ phải đối đầu với những cái tên mạnh của khu vực như anh chàng Cosmo. Tôi thì cũng rất là may mắn được chứng kiến Cosmo ở nhiều giải đấu, chứ không chỉ riêng giải đấu trong vòng khu vực này, cả những giải đấu thế giới tôi cũng đã được xem Cosmo đánh rồi. Đây là một người chơi không chỉ có tư chất về mặt cá nhân mà là còn có cả tư chất về mặt team nữa, tức là lãnh đạo rồi côn team các thứ. Thế nên cái cách anh ta bao quát một trận đấu nó là cái thứ mà chúng ta không thể nào mà coi thường được. Còn với Lobby 15, chúng ta sẽ có Canada Lemon với cánh cụt hụt hơi và Lusa là những cái tên đến từ khu vực Việt Nam. Có được Cây Trao, và một cái phát về Cây Trao thì có lẽ là các bạn còn chưa quên, thì Cây Trao là người đã coaching cho người đã từng vô địch thế giới, đó anh chàng Riri Play. Ở Lobby 16, chúng ta có Phi Phi, Buồn Ngủ và Em Chè đây rồi. Đúng vậy, một cái tên Em Chè cũng đạt được rất nhiều những cái sự quan tâm của các bạn phải không nào. Những tuyển thủ nổi bật ở ngày 1 đây bao gồm Pinky One này, EB One và Em Chè. Em Chè không có số 1 đằng sau thành Em Chè One luôn nhở, cho nó kiểu như là đúng combo đủ bộ, gọi là tam tuyển ngày hôm nay. Với Pinky One thì chúng ta đã nói rất là nhiều rồi. Pinky One và EB thì chúng ta đã có những cái màn phỏng vấn và biết được cái chia sẻ và cái tâm trạng của hai tuyển thủ này trước khi bước vào cái ngày thi đấu. Còn nói thêm một chút về Em Chè đi. Em Chè thì thực sự ở trong hai mùa gần đây nhá, Em Chè đang có một phong độ rất cao. Và thực sự là từ một lối stream vừa mang tiếng cười cho người chơi này mà vẫn cân bằng được yếu tố chuyên môn trong đấy, thì thực sự đây là một cầu thủ mà tôi đặt rất nhiều kỳ vọng trong ngày hôm nay. Không biết là suy nghĩ của Phương ở B như thế nào? Em vẫn là một cái dòng suy nghĩ về người bạn thân nhất của em là BBK One. Sẽ là người có những sự đột phá trong những cái cúp chiến thuật lần này. Và vừa rồi thì tôi cũng đã kịp nhìn những cái quân bài tủ, có lẽ là những quân bài được sử dụng nhiều của Pinky One, rồi là EBE và Em Chè nữa. Tôi thấy là Em Chè sử dụng rất nhiều những con tướng liên quan đến Liên Hoàn. Và để xem rằng ngày hôm nay Liên Hoàn có cống hiến dành cho Em Chè hay không, thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với những diễn biến đầu tiên.